Giờ mình giới thiệu các bạn chế độ Asteroid. Đây. Đây. Asteroid nha các bạn. Bắt đầu nha. 3, 2, 1. Chế độ Asteroid các bạn, khi mà lên đủ độ cao thì sẽ chụp xong sẽ trở xuống đó, cho bạn thấy không đó, Asteroid. Máy chụp rất nhanh các bạn, chưa đầy 15 giây là đã xong một bức hình đó, tất cả rất là đẹp. Năm đến 20 giây thôi các bạn là đã lấy được hết cái toàn bộ Asteroid. Hôm nay mình sẽ chủ yếu là test cho các bạn các cái tính năng. Rồi mình sẽ test tính năng thứ hai cho các bạn nha, sẽ test tính năng circle. Rồi, sẽ test tính năng circle. Đó, circle là nó sẽ quay vòng xung quanh chúng ta và đi giáp về một vòng, khi đó sẽ quay trở về vị trí ban đầu các bạn, vị trí circle gần như là rất chuẩn các bạn. Giờ mình sẽ test thêm một cái tính năng nữa là cái tính năng heli. Cái tính năng heli này rất là hay, sẽ cho độ cao lên 30m đi. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy tính năng 3, 2, 1. Tính năng xoay circle lên các bạn, và sau đó nó sẽ trở về vị trí. Rất là đã các bạn, tính năng này cực kỳ hay đó. Nào, các bạn nhìn thấy không, tính năng cực kỳ hay.
cái tính năng nữa thì mình sẽ cho test luôn. Tính năng Lombard nha các bạn. Tính năng Lombard. Rồi, tính năng Lombard thì nó sẽ xoay một vòng và sẽ nhảy lên. Three. Okay. 3, 2, 1. À, tính năng Lombard sẽ rất là nhanh. Các bạn nhìn thấy. Trở về đúng ngay vị trí luôn mà. Cực kỳ chuẩn. Cực kỳ chuẩn. Giờ để mình coi tính năng nào nữa. Anh xoay rồi, rồi tính năng circle hồi nãy rồi, bây giờ tính năng rocket cho các bạn. Mình sẽ cho tính năng rocket rồi. Rồi, mình sẽ cho ok 3, 2, 1. Đó, tính năng rocket là các bạn thấy lên thẳng đứng. Đó, theo một cái chiều thẳng đứng là khoảng mười mấy mét, mười mấy hai chục mét gì đó là sẽ xuống lại. Rồi, đang đóng tép về chuẩn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ chọn một tính năng nữa là tính năng Rooney. Năng Rooney các bạn. Tính năng Rooney rất là hấp dẫn. Đó, đi đó xa. Sau đó sẽ quay ngược trở lại. Đó. Tính năng này gần như rất là hữu dụng nha các bạn. Hết tính năng rồi đó. Các cái tính năng thông minh là mình đã test cho các bạn rồi. Para thì mình cũng test rồi. Hyperlapse thì mình cũng đã test rồi. Đây. Đó, các tính năng thì mình đã test cho các bạn hết rồi. Đó.